chào mừng các bạn đến với stratria hôm nay chúng ta sẽ tạo một đoạn phim hoạt hình mang tên du hành vũ trụ ở đây một hành tinh sẽ di chuyển xung quanh mặt trời chúng ta cùng bắt đầu các bạn nhé các bạn nhấn vào dấu cộng để tạo dự án mới xóa nhân vật mặc định bây giờ chúng ta cần tạo các nhân vật đầu tiên là mặt trời tiếp theo các bạn chọn một hành tinh bất kỳ ở đây mình sẽ chọn trái đất các bạn sử dụng công cụ cò vẽ sau đó di chuyển trái đất lên phía gốc trên bên phải tiếp theo sử dụng công cụ nét vẽ Các bạn vẽ một hình tròn. Di chuyển xuống dưới cùng góc dưới bên trái. Sau đó bấm vào dấu tích để hoàn tất quá trình chuẩn bị. bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lập trình ở mặt trời các bạn sẽ lập trình như sau đầu tiên là thẻ lá cờ màu xanh tiếp theo là thẻ tùy chỉnh tốc độ mình sẽ chỉnh tốc độ mặt trời di chuyển là chậm nhất tiếp theo là thẻ xoay từ trái sang phải cuối cùng là thẻ lặp lại mãi mãi với câu lệnh này mặt trời sẽ tự xoay quanh nó từ trái sang phải tiếp theo là trái đất chúng ta sẽ lập trình với câu lệnh như sau đầu tiên là lá cờ màu xanh tiếp theo là xoay tròn từ phải sang trái cuối cùng là lặp lại mãi mãi chúng ta sẽ nhấn vào lá cờ màu xanh này để kiểm tra xem trái đất đã xoay xung quanh mặt trời chưa tiếp theo các bạn chọn hình nền vũ trụ bây giờ chúng ta cùng xem sản phẩm các bạn nhé chúc các bạn thành công